Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Phú Đức. Thì trong video lần trước, video tạo hiệu ảnh double exposure với mẫu là anh Khoai Lang Thang. Thì trong video đó có một bạn đã rất là tinh ý, bạn nhận thấy là giao diện Photoshop mình nó có thay đổi một tí xíu. Đó là Đức đã thay đổi màu sắc của UI trong Photoshop. Thì đơn giản như là những cái select default là nó đã được thay đổi sang cái màu hồng. Thì đây là cái sở thích cá nhân của mình thôi. Và ở đây thì mình cũng muốn test thử. Và lâu lâu mình cũng muốn thay đổi cho nó cá tính một tí xíu. Và ngày hôm nay thì Đức sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn thay đổi màu sắc ở giao diện Photoshop như thế ha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video nè. Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì đầu tiên để các bạn thay đổi được cái giao diện màu sắc của Photoshop á, thì các bạn sẽ thay đổi cái code trong phần mềm của nó ha. Thì các bạn sẽ vào ODC. Khi mà các bạn vào ODC rồi á, thì các bạn sẽ vào thư mục đó là RAM file. Lưu ý nha, ở đây Đức có hai cái thư mục RAM file ha. Thì Đức sẽ chọn cái ở trên, đó là thư mục 64 bit. Còn thư mục ở dưới là thư mục 32 bit. Rồi khi mà các bạn vào RAM file rồi thì các bạn chọn tiếp thư mục đó là Adobe. Trong cái Adobe này các bạn sẽ chọn tiếp đúng cái phiên bản Photoshop của bạn. Ở đây Đức đang sử dụng Photoshop CC 2020 nên chọn vào là Adobe Photoshop CC 2020 ha. Rồi, tiếp đó các bạn sẽ tìm đến cái thư mục đó là Require ha. Rồi, tiếp đó các bạn sẽ vào trong cái thư mục Require ha. Rồi, lúc này các bạn hãy kéo xuống gần phía dưới, nó nằm gần sát phía dưới luôn. Nó sẽ có một cái file notepad cho các bạn ha. Nó có tên là UI Color. Thì các bạn chú ý cái tập tin này ha. Lúc này các bạn hãy copy cái UI color này lên một lần nữa ha. Bằng cách là các bạn click vào, các bạn chọn copy nè. Rồi các bạn paste nó lại luôn ha. Khi mà các bạn copy và các bạn paste lại cho nó cùng thư mục như thế này á, thì các bạn sẽ chọn là continue. Rồi thì lúc này các bạn sẽ có được một cái tập tin nữa, đó là UI color copy ha. Các bạn lưu ý là các bạn hãy giữ cái tập tin này lại nha. Nó chỉ khác nhau là cái tên thôi. Thì cái file này các bạn sẽ để làm file backup. Có nghĩa là trong cái trường hợp mà các bạn khóa, rồi thường thường gọi là các bạn khóa bạn dọc á, mà nó bị lỗi gì đó, thì các bạn còn có cái để các bạn cứu lại ha. Rồi tới cái bước này á, nhiều tutorial trên mạng người ta sẽ edit cái notepad này ha. Có nghĩa là người ta mở ra, ta chọn edit nè. Rồi người ta chỉnh sửa những cái thông số màu trong này. Tuy nhiên á, đối với cách này á, thì theo mình thấy nó khá là bất tiện và nó rất là lâu. Đồng thời các bạn cũng phải tra lại cái mã màu của nó ha. Tức nghĩa là các bạn sẽ lên Google nè. Các bạn lên Google ha, các bạn gõ từ khóa là Head Color. Rồi đối với cái Head Color này các bạn sẽ lựa chọn được cái màu mà bạn muốn thay đổi cho cái giao diện của bạn á. Rồi các bạn sẽ copy cái thông số màu RGB ở đây nè. Rồi các bạn qua đây các bạn sẽ chỉnh sửa những cái con số này ha. Các bạn chỉnh sửa những cái thông số này lại. Thì cách này nó khá là bất tiện, mình sẽ có một cách rất là dễ hơn cho các bạn. Tạm thời Đức đóng này lại luôn ha. Rồi sau đó bây giờ Đức sẽ mở chương trình Photoshop lên. Rồi lúc này các bạn hãy download cái file script mình đã cung cấp cho các bạn dưới cái phần mô tả video ha. Thì ở đây á, tùy thuộc vào chương trình code của bạn đang có mà nó có cái chế độ hiển thị khác nhau ha. Thông thường nếu mà bạn không có cài có chương trình viết code nào hết thì nó sẽ là Notepad ha, là một cái chương trình cơ bản. Tuy nhiên á, thì các bạn cứ open cái file đó với cái chế độ là Quit Photoshop. Có nghĩa là các bạn sẽ click phải chuột nè. Rồi các bạn chọn là Open Quit Photoshop ha. Rồi các bạn chọn là Yes cho mình. Lúc này thì nó mở ra một cái panel gọi là UI Color. Trong đây thì các bạn có thể cân chỉnh lại tất cả màu sắc của giao diện Photoshop ha. Nhưng mà trước khi thì cân chỉnh á, Đức sẽ giải thích rõ bạn một số điều ở đây ha. Các bạn thấy nè, trên cái giao diện bạn nó sẽ có 4 cái chấm tròn. Thì nó sẽ tương ứng với 4 cái theme trong Photoshop của bạn. Bây giờ tạm thời Đức đóng lại ha. Rồi trong Photoshop nè, Đức vào menu Edit ha. Rồi Đức chọn là Reference. Rồi Đức chọn tiếp vào đó là Interface ha. Rồi trong cái Interface này các bạn thấy có cái Color Theme. Các bạn thấy á, cái Color Theme này nó cũng có 4 cái ô vuông, là nó tương ứng với 4 cái cấp độ màu trong giao diện Photoshop ha. Cái đầu tiên đó là đậm nhất nè ha. Rồi á, nhạt hơn nè. Rồi chuyển qua màu xám nè. Rồi màu trắng nè. Rồi đây các bạn thấy nó bắt đầu á, từ trái sang phải nha. Các bạn tính vào từ bên trái sang bên phải nha. Thì nếu mà các bạn đang chọn vào cái ô vuông thứ hai,
có nghĩa là cái cấp độ nó vừa vừa như thế này nè. Lưu ý nha, các bạn tính từ trái qua bên phải là mình đang cấp độ thứ hai nè ha. Rồi Đức mở lại cái script này ha, tích phải chuột nè, chọn là Open with Photoshop, chọn Yes ha. Thì trong đây á, nó cũng sẽ có bốn cái chấm tròn cho bạn, tuy nhiên nó sẽ bị nghịch trở lại. Lúc nãy các bạn chọn từ trái sang phải thì lúc này các bạn phải thay đổi cái từ màu từ phải sang lại trái ha. Có nghĩa là các bạn đang chọn trong cái giao diện Photoshop là cái ô vuông thứ hai, thì lúc này cái cột mà các bạn cần phải thay đổi là các bạn cũng là thay đổi cái cột màu thứ hai, nhưng mà nó sẽ tính từ ở bên phải sang, chứ các bạn không chọn giống như lúc nãy là từ bên trái sang bên phải thì nó sẽ không thay đổi được ha, nó sẽ bị ngược lại một tí xíu. Rồi ở đây Đức có một vài cái thông số để cho các bạn tham khảo trước ha. Thường thường cái ruler test này Đức không có thay đổi. Và lấy ví dụ như mình thay đổi cái rocking click select default này đi. Thì đó, Đức có note ra ngoài cho các bạn luôn ha. Tại ở đây Đức mở như thế này cho các bạn dễ thấy thôi. Đức note ra ngoài nhưng mà Đức chưa dịch lại tiếng Việt. Thì các bạn có thể copy đây nè. Đó, lấy ví dụ như Đức copy rocking click select default ha. Copy nè. Rồi qua cái phần filter này Đức paste vào. Đó, thì ở đây nó sẽ hiện ra cũng là bốn cái dấu chấm tròn ha. Và bây giờ các bạn sẽ thay đổi cái dấu chấm tròn thứ hai nhưng mà tính từ bên phải qua nha. Rồi các bạn có thể cho nó một cái màu bất kỳ. Lấy ví dụ như mình chọn một cái màu hồng hồng ha. Rồi các bạn có thể note cái màu này lại. Note lại cái thông số màu này đi. Rồi khi mà các bạn đã chọn được cái màu ưng ý, các bạn click OK. Thì các bạn thấy cái chấm tròn bên đây nè, nó thay đổi ha. Rồi Đức thay đổi luôn cái bớt tầm chót này ha. Ở đây Đức copy dòng này luôn nè. Và đây ha, Đức cũng paste nó vào. Đây là cái đầu tiên ha. Đích vào cái vòng tròn nè. Rồi lấy lại cái thông số màu lúc nãy ha. Paste nó vào đây. Đích OK ha. Đức thay đổi trước hai cái này cho bạn xem ha. Rồi sau khi mà các bạn đã thay đổi hai cái thông số này, các bạn có thể tùy chỉnh nhiều hơn nữa. Trong đây nè. Nếu mà các bạn sổ ra nó còn rất là nhiều ha. Đó, các bạn thay đổi tất cả những cái giao diện trong này thì các bạn từ từ các bạn sẽ tra trên Google, các bạn sẽ biết đó là đang thay đổi cái gì ha. Rồi lúc này các bạn click vào Save UI Color nè, nó sẽ save một cái file note với cái dạng TXT ha. Các bạn có thể save ra desktop, chọn save ha. Tại lúc nãy Đức đã có một cái file UI Color nên Đức save chồng luôn á. Rồi lúc này các bạn hãy thoát chương trình Photoshop ra nha. Rồi lúc nãy các bạn save cái file note UI Color ở đâu thì các bạn hãy copy cái file đó ha. Các bạn vào ngay chỗ đó các bạn copy lại. Lúc nãy Đức save desktop ha, Đức vào desktop rồi Đức copy ha. Rồi tiếp nữa các bạn vào đúng cái thư mục lúc nãy, cái đường dẫn lúc nãy các bạn mở cái file UI Color ra, các bạn paste vào. Lúc nãy Đức chưa đóng nè ha, Đức vẫn paste được nè ha. Rồi chọn Relay để các bạn thay thế ha. Đó, bây giờ các bạn thấy cái select default bạn nó thay đổi nè, tức nghĩa là lúc mà các bạn chọn vào cái layer á, nó thay đổi nữa ha. Rồi tiếp nữa những cái chót á, những cái khung phía ngoài như thế này nè, nó cũng thay đổi cái màu cho các bạn rồi ha, nó chuyển sang cái màu hồng. Thì ở đây các bạn có thể cân chỉnh nhiều thứ hơn nữa, từ mũi tên nè, rồi những cái nút mà cái khi bạn di chuyển chuột á, thay vì bình thường á các bạn click vào như thế này á nó là màu đen nè, thông thường các bạn click nó là màu đen nè ha, thì các bạn cũng có thể thay đổi ha. Rồi lấy một ví dụ nữa ha, Đức thay đổi cái màu sắc khi mà các nút khi nhấn vào á. Có nghĩa là khi mà các bạn chọn cái công cụ bên đây nè, các bạn thấy nó sẽ có một cái màu xám á, nó tương ứng với cấp độ đúng không? Các bạn thấy nè, cái vòng tròn thứ hai các bạn nè, nó tương ứng với bên đây nè không? Cái màu sắc nó tương ứng bên đây. Thì các bạn cứ copy cái tên của nó ha, rồi các bạn paste vào đây ha, paste vào cái filter đó. Rồi các bạn click vào cái vòng tròn, các bạn thay đổi cái màu sắc nó ha. Mình lấy ví dụ như mình thay đổi một cái màu xanh. Rồi save UI color ha. Chọn desktop, có thể save đè lên cũng không sao ha. Yes nè. Lúc này các bạn hãy tắt chương trình Photoshop đi ha. Rồi các bạn copy cái file UI color lúc nãy các bạn vừa mới tạo ra nè. Rồi paste nó lại đúng cái đường dẫn ban đầu ha. Chọn relax. Rồi các bạn thay thế nó luôn ha. Đó, các bạn thấy khi mà Đức chọn vào một cái công cụ nào bên đây nè, nó là màu xanh phải không? Nó thay đổi cái màu sắc cho các bạn. Đó thấy không? Rồi trong cái UI Color này nó còn có tính năng nữa, đó là nó cho các bạn random. Có nghĩa là các bạn chọn theo cái màu sắc ngẫu nhiên của nó ha. Thì theo như mình thấy cái hiệu các bạn có sử dụng cái này nó rất là rối, các bạn thấy. Nó
nó rối đủ thứ màu hết trơn, bạn nhìn vô giao diện Photoshop bạn là bạn hết làm việc rồi đó. Thì cái tính năng này thì mình cũng không khuyên các bạn sử dụng. Rồi trong đây thì các bạn còn cân chỉnh được nhiều thứ lắm, thì các bạn cứ test thử ha. Rồi khi nào mà các bạn muốn khôi phục lại cái chế độ ban đầu á, thì các bạn sẽ copy cái file copy này nè. Bạn copy ha. Rồi các bạn có thể paste qua bên này. Các bạn thay đổi cái tên nó là UI Color. Rồi các bạn copy trở lại thôi. Bạn paste nó trở lại ha. Thay thế nó luôn. Đó, các bạn thấy về cái màu sắc trong cái giao diện Photoshop các bạn nó đã trở lại cái mặc định ban đầu rồi. Thì đây là một cách để các bạn cái kiểu như là các bạn tạo cá tính cho cái giao diện Photoshop các bạn thôi. Hoặc là các bạn muốn cho cái màu nó nổi bật hơn, các bạn dễ thấy á, thì các bạn cũng có thể áp dụng cách này ha. Rất hy vọng rằng video này đã mang đến những điều thú vị cũng như là giúp ích hơn cho công việc của các bạn. Và ở đây nếu mà các bạn yêu thích những video hướng dẫn của mình thì vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè cũng như là người thân của các bạn nhé. Và hãy nhớ subscribe kênh YouTube của mình để các bạn có thể là tiếp tục nhận những video mới trong thời gian sớm nhất. Và khi subscribe thì các bạn hãy nhớ click luôn vào biểu tượng icon cái chuông bên cạnh. Có như thế thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.